Nè bây giờ hai anh bự á, ấy thì bưng cục đầu bự đi, em bưng đầu lên. Rồi ok. Lên làm. Ôi nặng vậy. Ê dập tay coi chừng dập tay nha. Sao nặng quá vậy trời. Trời cục này chắc con tầm 150 200 kg trời, nó nhẹ đâu. Nổi. Ê nó ngày nào anh thức hồi bữa có chỉ cái cọng dây với cái cây đó. Bây giờ đi kiếm cái cây cọng dây đi. Ok ok. Nó dễ hơn á. Đây lấy dây đi Phạm. Rồi rồi có dây đây. Ok có luôn buộc rồi mình kinh nổi anh như chiếc cái này dùng đồ mẩy sao nè. Đúng rồi đó. Mình đi hai anh em mình khiêng. Dạ. Rồi. Ok buộc đi. Buộc ngang là khiêng được rồi. Okay, bộ ơi còn không nổi nữa, cuộc gì sao nổi. Ủa, đưa, à đưa, đúng rồi đưa, mình hột vô. Cây vô phải không? Ừ. Đúng rồi đưa cây vô. Buộc chắc nha mới được nha. Buộc kiểu văng võng luôn. Trời trời. Sao mà mấy ông này sao tay chân gì? Gì được không? Được không trời. Rồi. Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Nè anh thức, tính làm gì? Tính làm mẹ vậy? Đá đi, để đây mấy đứa đi nè. Nó chạy thôi á, tối nó chạy dắp té chết luôn á anh. Mấy đứa nhỏ mà chạy nó vô đây nè, chạy nè. Dắp té đây, nằm sắp nằm ngửa đây nè. Kìa cái cây nó nhọn quắt luôn kìa. Vậy hả? Thiệt tình làm gì? Buộc đứa cây này dính đi. Trời ơi, còn sao dính không? Vậy là dính chưa? Chưa. Chưa. Đây nè, bởi vì người ta có thế, biết sao không? Cột vậy, ê, cục đá chắc có 200 kg có. Ơi nặng quá anh thức. Cột dở lên sao mà nổi mà cột. Bây giờ là mình chỉ có một cái cách mà muốn di chuyển mà nó gần á, thì mình sử dụng là cái lực đòn bẩy. Mình sẽ kiếm một cục gạch, cục đá gì đó, là mình đó là sử dụng đòn bẩy mình bắn, mình khởi nó đi chỗ khác. Còn mà muốn mà di chuyển mà xa, khoảng vài chục thước hoặc là trăm thước gì đó, thì mình khiêng khiêng cũng nổi nè. Và mình nói chung là bắn xa kiểu đó thì sao mà đi nổi. Mình sử dụng xe gùa mình chở. Nhưng mà quan trọng nhắc lên không nổi á chứ. Ủa xe gùa sao chở ta? Bây giờ thí dụ mình bây giờ mình nhắc mình bỏ lên xe gùa không được phải không? Đúng rồi. Mình sẽ có một cái mẹo gì đó để mình làm sao mà để cái nguyên cục đá nè lên một xe gùa. Chở đi. Áp dụng cho những cái trường hợp là ví dụ nhà mình không có ai hoặc là có mình nên hoặc là chở cục to như vậy nè, dở không nổi nè. Coi mượn ơi. Cái cục xi măng á là người ta là làm cái gì á là ta phải học có học vật lý. Người ta nói về nếu mà có được một điểm tựa, tôi sẽ đẩy được trái đất. Đẩy đi. Thì thí dụ mà mình muốn đẩy mà từ đi đây bên kia thì rất là đơn giản. Đây nè, đây nè, đó. Thấy là đi nhẹ nhàng không? Đây nè, bên đây nè. Đó, thấy nhẹ không? Đấy, mà đút cho tiếp đó, mà đẩy đi. Đó. Ủa mà tôi tính đem ra làm sao luôn hay vậy? Đúng rồi, đem ra làm sao chứ. Đem ra làm sao á, là mình phải sử dụng là chiếc xe gùa, lấy xe gùa đi để chỉ cho một cái mẹo. Mà làm thế nào mà để chở được một cái cục to như vậy nè. Nó lên một cái bỏ lên cục to lên chiếc xe gùa và chở đi nhẹ nhàng luôn. Nhưng muốn mà đi tới đâu cũng được. Quan trọng là ghinh lên kìa, ba đứa ghinh không nổi á chứ. Nói chung là mình phải có cách, mình đâu có ghinh lên thẳng đâu mà mình sợ. Mình phải có mẹo, mình sử dụng cái gì á mình phải có mẹo hết. Rồi đó. Xe gùa nè, thí dụ mình để cái thường thường á là mình có một cái là mình nói là để cộng kê chiếc xe gùa một bên nè. Xong mình á là sẽ ghinh cái cục này để lên rồi mình đẩy đúng không? Đúng rồi. Vậy rồi sao ghinh nổi? Đã nói nãy giờ là nó không nhúc nhích nổi rồi thì làm sao mình ghinh nổi? Mình sẽ chỉ cho cả nhà một cái mẹo để em đi kiếm cái cục đá, cục gạch. Có cái mẹo nào nhẹ nữa sao ta nhẹ lợi sao ta? Đúng rồi. Ghê vậy? Có chứ. Đây, mình sẽ kiếm một cái miếng gạch, miếng đá vậy nè. Đó, mình sẽ kiếm một bên là mình để. Và thứ hai á là mình nói là định hình cái cục này nè. Coi cái cục nào á mà bề nào mà nó đưa vô tay rồi, vô được sâu rồi. Đó, thí dụ mà bề bên đây thì nó sâu hơn. Đây cả nhà nhìn nè, kỹ nè. Bề đây sẽ sâu hơn. Còn bên đây á thì nó quá cạn đi. Đây nè, mình đưa tay vô không được cái đầu hết trơn nè, thấy không? Thì bên đây nó gần được giữa cục này. Vậy là mình để xe gùa bên kia. Vậy mình sẽ để xe gùa bên đây. Vậy là mình phải đổi hướng. Đổi hướng. Sao ngộ vậy, phải để ý cái đó nè hả? Đúng rồi, xe gùa. Rồi đó bây giờ ba người bưng lên thử ai, để lên thử ai. Không nổi mà. Bưng thử ơi. Không nổi. Có xe gùa tới kế bên là ta có động lực ta bưng lên cái là xong rồi. Rồi anh đứng ngoài đó làm gì vô phụ vậy? Ba người bưng được rồi, bưng thử ai. 1 2 3 nè. Nổi không? Không nổi. Vậy là điếm quá à. Bởi vì em kêu đem xe gùa lại đặng mình lấy cái động lực để mình để lên á. Đó, người ta quýnh đâu tâm lý á. Nói chơi vậy thôi. Chứ mình sẽ chỉ cho cả nhà một cái thế làm sao để mình nên hoặc là thí dụ có hai người thì càng tốt hơn để cũng được cục đá lên xe gùa mà chở đi mọi nơi luôn cũng đều được. Mình sẽ kiếm đường mình để xe gùa ngang ra đây cả nhà thấy không, mình để xe gùa nằm ngang nè. Tại sao mình kêu là cả nhà mình kiếm một cái chỗ nào mà nó luồn vô được càng sâu càng tốt. Thì bây giờ mình sẽ luồn xe gùa vô cho nó sát vô luôn. Đây đó, đây như vậy là nó sát rồi nè cả nhà thấy không. Mình sẽ kiếm một cái cục gạch, cục đá vậy cho nó cao lên. Nghe chỗ này nè. Bây giờ anh Lanh vịn cây chịu ở đây là giùm em. Mình lấy xe lấy, mình bắn lên cái rồi là lật xe gùa lên là bảo đảm được. Wow. Chỉ cần hai người thôi.
hợp lý nha. Đó, đây. Bây giờ nè, em bắn lại thấy không? Đó. Đây, đây, em đưa vô nè. Đó, em đẩy nè, đẩy nè, cục đá đã văng vô thấy không? Nó thì bây giờ mình sẽ luồn tay xuống đây nè. Đó, mình đỡ ngược lên. Rồi, là okay. Nó sẽ cái cục đá nó nằm trong lỏng trong đây. Đó, giờ Liên Ngô qua bên kia đứng đây. Đây, bây giờ em nè sẽ dịnh dịnh cục đá nè. Đó, đẩy nè, rồi hai người lỡ xe gọi lên. Đỡ lắm. Yeah. Nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng. Ui, đơn giản gì? Đẩy đâu đẩy rồi. Đúng rồi. Vậy thôi hả? Luôn. Wow. Bởi vì mình nó là sử dụng vật lý để mình nó là giải quyết công chuyện. Bởi vì anh thức học vật lý giỏi nè. Đúng rồi, mình sử dụng cái này là cái lực đòn bẩy để mình bẩy cục đá cho lên xe gùa cho nó nhẹ nhàng. Đúng rồi, cái này nhẹ ha. À, chứ dùng thứ mà xe gùa cao như vậy mình nó là dùng cái lực mà đẩy từ dưới lên rất đẩy là nặng. Xương sống luôn. Thì bây giờ mình có thể là đẩy đi đâu được đó. Cái vô đẩy bây giờ đẩy một khúc nữa này. Bình thường. Ôi, trời ơi, đơn giản như trời nãy ginh ba luôn, chết luôn. Đó. Đổ tay rồi, luôn nè. Đi vô. Sẽ dính vô luôn lỡ ơi. Nó. Đẩy luôn. Thẳng tiến luôn. Thẳng tiến sao luôn. À, cả nhà mình thấy mà mẹ mình có hay phán từ từ chờ chờ. Cả nhà mình thấy mẹ mình có hay quá, nhớ bấm like subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mai mốt mà có những cái vật nặng như vậy nè, mình nên mình cũng có thể làm được luôn. Dạ. À, nhưng mà mình có nhiều người đó thì nó càng nhiều người đó càng nhẹ. Tại vì nếu mà cái cục này ba người ginh không bao giờ nổi. Nhưng mà ba người mà bỏ lên xe gùa đẩy lên là quá trời nhẹ nhàng. Đúng rồi, đã làm các thứ đẩy ổn lên. Nhớ nha, bấm like, có cái nút mà đăng ký ở dưới nút đỏ đỏ, bấm vô đó để mốt mình sẽ ra những video mới hay hơn. Không cần dậy nha. Rồi đẩy ra sao bà ơi. Đi đi. 1 2 3. Có nhẹ không? Thấy nhẹ không? Cái này mình đẩy qua Mỹ luôn rồi được nữa đó. Đẩy qua Mỹ luôn đi.